Em về cùng anh nói chuyện với em cho rõ ràng. Anh bỏ ra, khi nào anh đuổi thằng Vũ Vàng đi rồi em tự khắc về. Anh em mình cùng uống rượu cùng đi. Anh thất vọng về em lắm rồi. Thôi, em vừa đây, anh đi vứt cho. Oh no. Kỷ niệm khó quên với nó. Ai đã lớn ông nào đập bể nó. Cái mũ này là do một người rất chi là quan trọng là tận của mình. Mà ai đã lớn lòng nào phá hủy nó. Quên em ở nhà để em ra nông nỗi như thế này. Có chuyện gì vậy em? Ai làm gì em mà em lại khóc như vậy? Ai pha cái mũ vàng của em mà nó bể nát bét như thế này rồi anh ạ? À? Anh xem nào. Thằng nào nó lại phá bể cái mũ vàng như thế này? Mũ vàng em để ở nhà mà ai dám phá như vậy? Thôi, em nín đi. Để anh kiếm tiền anh mua cái mũ khác cho em. Làm gì có cái mũ nào mà thay thế được cái mũ này anh? Thôi, anh sẽ cố gắng kiếm một cái mũ nào y hệt cái mũ này cho em. Còn kỷ niệm á, em hãy giữ ở trong tim của em nhá. Dạ ơi. Đi, anh đưa em vào nhà lấy sữa cho hai đứa uống. Ô, anh luôn về đây à? Ô, em về là tốt rồi. Ở nhà chơi với hai đứa, để anh đi mua gì cho mấy đứa ăn nhá. Anh đi thì cứ đi đi. Cho anh mượn chìa khóa anh đi mua. Chìa khóa em bỏ ngoài xe ạ. Ok anh. Anh Lùn ơi, lúc em đi Đắk Lắk, anh có thấy ai đập bể cái mũ vàng của em không? Ta không biết, mày hỏi cái chó gì? Anh không biết thì thôi, chứ sao anh lại quát em như vậy? Tao chưa tính sổ với mày, mà mày dám nói chuyện mất dạy với tao à? Bây giờ anh thích đi thì cũng đi rồi, mày cút khỏi nhà tao! Em ơi nhớ ngoan nha, anh bị anh Lùn đuổi đi rồi. Mày cút! Trời ơi, anh Lùn là đối xử với mình như vậy. Ô. Mấy đứa ơi, anh có quà cho mấy đứa này. Má, nhìn nó, chết rồi, cứu tao, cứu tao. Lùn, mũ vàng ấy người rừng đâu rồi em? Sao anh không thấy đứa nào cả? Người rừng thì nó ở dưới bếp. Còn thằng mũ vàng, nó bảo nó đi kiếm thằng áo hồng làm việc gì đấy rồi anh ạ. Vậy thì em lấy sữa cun bóc chia cho người rừng uống với. Anh đi nấu cái gì, lát nữa mũ vàng về rồi ta cùng ăn. Dạ anh. Anh có kiếm cả đời cũng không thấy được nó đâu. Bởi vì em đã đuổi nó đi rồi. Lùn ơi, cất điện thoại để mà ăn cơm em. Người rừng đâu rồi, ra ăn cơm đi em. Lùn ơi, sao tối rồi mà anh vẫn chưa thấy mũ vàng về ăn cơm em nhỉ? Sao mà em biết được, nó đi đâu thì kể nó chứ, liên quan
quan gì đến em đâu. Chắc là nó đi với thằng áo hồng làm chuyện xấu rồi đấy. Sao em lại nói vậy? Thôi em đưa người rừng xuống ăn cơm đi, để anh đi kiếm mũ vàng. Anh có tìm nó đến sáng mai cũng không tìm được thấy nó đâu. Mũ vàng ơi, em đâu rồi? Mù vàng ơi, tối rồi về nhà đi. Mù vàng ơi, tối rồi em về nhà đi. Mù vàng, mù vàng, em đâu rồi? Về ăn cơm đi. Chủ quán ơi, lúc chiều mù vàng có qua đây mua gì ăn không em? Anh tiếp đi à? Lúc chiều em có thấy mũ vàng qua đây đâu. Thế thôi anh cảm ơn em, anh về nhá. Lùn ơi, mũ vàng đã về chưa? Sao anh không tìm thấy mũ vàng ở đâu cả? Đó, anh đã thấy chưa? Trước em đã nói rồi, thằng mũ vàng nó chỉ lợi dụng anh thôi. Anh không nghĩ mũ vàng là người như vậy đâu. Chắc mũ vàng có chuyện gì rồi. Em ở nhà nhá, để anh đi kiếm mũ vàng một lần nữa.